Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mới đây Công an thị xã Kinh Môn đã vào cuộc xác minh sau khi nhận đơn phản ánh của người dân liên quan cô đồng đúng nhận sai cãi, nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ xử lý. Được biết bệnh nhân đã bị bệnh viện trả về, sống đau đớn kêu khóc suốt ngày đêm. Nhưng cô đồng đúng nhận sai cãi nói, nếu người nhà chịu đưa tiền cho cô làm lễ, sẽ cho sống thêm vài năm nữa. Thực hư việc này ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi dưới đây. Sáng 17 tháng 2, đại diện Công an thị xã Kinh Môn Hải Dương cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn thư phản ánh của người dân liên quan đến Trương Thị Hương, sinh năm 1986, phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, chuyên hành nghề xem bói làm lễ. Công an thị xã tổ chức xác minh, phân loại, nếu có dấu hiệu của tội phạm, đơn vị sẽ xử lý theo quy định. Cũng theo đại diện Công an thị xã Kinh Môn, thông qua phản ánh của báo chí, đơn vị cũng cho biết thêm một số nội dung khác nữa và đang làm việc với những người liên quan để làm rõ. Có mặt tại nhà bà Nguyễn Thị Lăng, 68 tuổi, phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, để nghe câu chuyện đẫm nước mắt của một người mẹ có con bị ung thư hạch giai đoạn cuối. Bà Lăng kể, khoảng tháng 9 năm 2021 âm lịch, con trai của bà là Đinh Văn Hoàng, sinh năm 1983, lúc đó đang bị ung thư giai đoạn cuối. Thời điểm này, tình hình dịch bệnh vẫn căng thẳng, việc đi viện khó khăn. Dù gia đình đã cố hết sức chạy chữa, nhưng bệnh tình của anh Hoàng vẫn không thuyên giảm. Hạch ở cổ mỗi lúc một sưng to. Khi con liên tục kêu đau, rồi nói, mẹ ơi, mẹ cứu con với. Bà Lăng chỉ biết khóc vì bệnh tình của anh Hoàng nặng đến mức bệnh viện đã trả về. Bà không biết phải làm sao để cứu con. Cùng đường bí lối, người mẹ đành đến gõ cửa nhà cô đồng Trương Thị Hương, chỉ cách nhà mình chưa đến 1 km. Nổi tiếng gần đây với câu nói đúng nhận sai cãi xem bói. Sau khi được cô đồng Hương hứa sẽ kéo dài tuổi thọ cho con bà thêm được 3 năm, với điều kiện bà phải lo đi, tức là đóng 65 triệu đồng cho cô để làm lễ. Bà Lăng về nhà vét những đồng tiền cuối cùng trong gia đình, vay mượn thêm để nhờ cô đồng này cứu con. Nhưng vừa đưa đủ 65 triệu đồng, cô đồng Hương lại dặn bà, nếu ai hỏi hết bao nhiêu tiền thì bà bảo chỉ hết 5 triệu đồng thôi nhé. Nghe vậy bà Lăng chột dạ, nghĩ mình đã bị lừa. Bà Lăng cho biết chỉ mới làm lễ được 3 ngày thì con bà đã qua đời, không hề đúng như cô đồng Hương hứa. Sau khi mất tiền, mất con, đến nay dù đã hơn 1 năm, nhưng bà Lăng vẫn ốm bệnh triền miên vì đau buồn. Bà cho biết ở quê bà chỉ trồng hành, trồng tỏi, để có được số tiền đã đưa cho cô đồng rất khó khăn. Bà làm cả đời cũng không được số tiền đó. Đến giờ bà vẫn chưa trả hết nợ khi vay tiền để làm lễ cho con. Hiện một mình vợ anh Hoàng là chị Thảo phải nuôi 3 đứa con, cộng với bố mẹ chồng tuổi cao nhiều bệnh. Còn ông Phạm Bá Hưu, 50 tuổi, con rể của bà Lăng cho biết, cô đồng Trương Hương đã lợi dụng sự nhẹ dạ của mẹ mình để lấy số tiền 70 triệu đồng của gia đình. Nếu ông Hưu và các anh em trong nhà biết bà Lăng đưa tiền cho cô đồng Hương làm lễ, thì cả nhà sẽ không đồng ý. Ông Hưu và gia đình có nguyện vọng được cơ quan chức năng giúp đỡ để lấy lại số tiền đã đưa cho cô đồng Trương Thị Hương, để bà Lăng có tiền trả nợ và bù đắp phần nào cho các cháu nội của bà sớm mồ côi cha. Ngoài bà Lăng, còn nhận được tin báo của nhiều người khác cho rằng mình đã bị cô đồng thao túng tâm lý để lấy tiền của họ. Để khách quan, ngày 9 tháng 2, chúng tôi đến tận nhà cô đồng tại ngõ 148, khu dân cư Nam Hà, phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, Hải Dương để xác minh. Tuy nhiên, nhà đóng cổng và người nhà cho biết, mấy ngày nay cô bận. Hiện tại, cả số điện thoại của cô đồng Trương Hương và quản lý của cô đồng này là ông Khang Tuấn Hát đều tắt máy. Luật sư Đăng Ngọc Duệ, công ty luật trách nhiệm hữu hạn THG cho biết, Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng, đồng thời cũng nghiêm cấm hành vi mê tín dị đoan. Pháp luật có quy định rõ ràng về việc xử lý hành vi mê tín dị đoan, đó là: thứ nhất, biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, Nghị định 15/2020/NĐ-CP, hành vi tuyên truyền kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc. Hành vi này có thể bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Điểm B khoản 2, điều 99. Hành vi chủ động cung cấp thông tin cổ súy, các hủ tục, mê tín dị đoan, dâm ô đồi trụy không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc,
có thể bị xử phạt 50 đến 70 triệu đồng. Điểm B khoản 3 điều 100. Hành vi cung cấp chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục mê tín dị đoan, dâm ô đồi trụy không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, có thể bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Điểm B khoản 1 điều 101. Hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin, dịch vụ có nội dung đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc, dâm ô đồi trụy, mê tín dị đoan, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc, có thể bị xử phạt từ 30 đến 50 triệu đồng. Điểm B khoản 4, điều 102. Nghị định 38/2021/NĐ-CP, hành vi tham gia hoạt động mê tín dị đoan trong lễ hội có thể bị xử phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Điểm B khoản 4, điều 14. Hành vi tổ chức hoạt động mê tín dị đoan có thể bị xử phạt từ 15 đến 20 triệu đồng. Điểm D khoản 7, điều 14. Thứ hai, biện pháp xử lý hình sự. Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 đã quy định tội hành nghề mê tín dị đoan tại điều 320 với khung hình phạt cao nhất lên tới 10 năm tù. Mức xử phạt từ trên 7 năm đến dưới 15 năm được xếp vào loại tội phạm rất nghiêm trọng. Nếu thuộc một trong các trường hợp: A. Làm chết người. B. Thu lợi bất chính 200 triệu đồng trở lên. C. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Ngoài ra, Bộ luật hình sự còn quy định một số tình tiết tăng nặng như phạm tội có tổ chức, là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, công việc của từng người, phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, phạm một tội từ 5 lần trở lên và lấy việc phạm tội là việc chính, nguồn thu từ việc phạm tội là nguồn sống. Cô đồng Trương Thị Hương từng nổi tiếng trên khắp mạng xã hội với câu nói đúng nhận sai cãi, xem bói bằng cách bổ cao. Trước đó ngày 7 tháng 2, Công an thị xã Kinh Môn phát hiện tài khoản Facebook cá nhân của cô đồng Trương Thị Hương đăng video những buổi xem bói dưới hình thức xem bằng lá trầu, quả cau lên mạng xã hội. Địa điểm xem bói tại điện nhà cô đồng Hương ở Hiến Thành. Người đến xem sẽ đưa cho cô Hương lá trầu và quả cau. Sau đó, cô đồng này bổ quả cau rồi nhìn vào đó để phán về tình duyên, tài vận, sức khỏe, vận hạn của mọi người ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Làm việc với cơ quan công an, cô đồng này thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Đồng thời, Hương cho biết việc quay phát các video có nội dung xem bói như trên đều do một mình Hương làm. Công an thị xã Kinh Môn ra quyết định xử phạt Trương Thị Hương 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục mê tín dị đoan, dâm ô đồi trụy không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu Hương buộc gỡ bỏ thông tin cổ súy các hủ tục mê tín dị đoan, dâm ô đồi trụy không phù hợp với thuần phong mỹ tục do hành vi vi phạm của đương sự gây ra. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.